Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái quán này có tới 5, 2, 4, 6 cái chảo kho quẹt các bạn. Lượng khách rất là đông, tầm chiều là xếp hàng dài luôn đó. Giờ là còn sớm cho nên là chưa có đông lắm. Mình sẽ coi các bạn này làm cơm cháy kho quẹt ra nha. Rất đông người làm, còn các cô gái xinh đẹp nữa các bạn. Ở đây mình có bán mấy loại vậy em? Ở đây có cơm cháy kho quẹt, cơm cháy kho cá dứa, cơm cháy pha lấu nè, và visa cơm cháy nữa. Ừ, visa cơm cháy là cái gì? Cái đó là có chả bông xúc chín lúc. Ờ. Cái đó là mấy cái nhỏ thế nào? Là có tới 4 món luôn nha các bạn. Cắt nhà anh ơi, một ba chiếc xe anh ơi. Anh chạy xuống tới cho em rồi. Anh đâu có bỏ luôn hả? Khách hàng bắt đầu xếp hàng dài như vậy. Anh ơi. Đó, lượng khách bắt đầu dồn dập. Ủa anh ăn đây em về anh. Cho anh mang về đi ha. Mình đốt khoảng bao lâu thì được một mẹ bé? 3 phút anh. 3 phút là các bạn có một phần cơm cháy rồi nha. Làm rất là nhanh nhưng mà có tới 5-6 cái chảo là các bạn biết là khách đông thế nào rồi ha. Mình mở quán thì lâu chưa ta? Được 7 tháng anh. Hơn 7 tháng. Anh em trong nhà làm thì sao? Có một cái đặc điểm gì của cơm cháy của mình không? Cơm cháy là do cái cách mình nấu, cách mình làm. Có nhiều quần mình chọn. Do cái cách chọn gạo đúng không? Với lại mình làm phải để rửa, với lại mình quay cơm rồi đó. Chứ không biết làm thì vô làm đúng không? Mình coi hai bạn này quay một lần. Khách hàng có bên phút đi giao đồ ăn nhanh cũng tới lấy hàng nha các bạn. Mình sẽ khám phá phía trong chút xíu đi. Còn cơm cháy đầu tiên mình kêu đã có rồi nha các bạn. Nhìn rất là giòn. Bán qua mạng cũng rất là nhiều nha các bạn. Đây là phần cơm để làm cơm cháy nha các bạn. Mình nhìn cái hạt cơm là thấy nó khá là dài ha. Bí quyết là làm phần cơm nữa. Đây
cá mua về đây Nhi. Nhi. Lấy cá mua đi về chứ mà. Đây là nồi kho quẹt con ta. Nguyên liệu để làm kho quẹt các bạn. Quán có con chó rất đẹp nha các bạn. Hay. Ta coi ta không thích cơm cháy mà thích con chó này biết chứ. Cho nó đi đi, cho nó đi đi. Chịu chút xíu luôn. Còn khô dứa đóng hộp mang về. Ở đây địa chỉ sao ta? 309 Đặng Nguyên Cận. 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 Bên hông chợ Phú Lâm. Phường mấy quận mấy? Phường 13 quận 6. Rồi, phường 16 quận 6. Ngay góc Đặng Nguyên Cận với lại Tân Hòa Đông nha các bạn. Hai cái. Đó là 7. Để hai này của ai là nó đây. Hãy subscribe.